Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là két sưởi, hay như anh em chúng ta thường hay gọi thông dụng là dàn sưởi trong ô tô. Sản phẩm hôm nay em muốn gửi đến mọi người là sản phẩm của két sưởi, dàn sưởi của Matic 3. Sản phẩm của nhà máy CHC. Mã OEM tức là mã theo xe của nó, mã phụ tùng là B9631458. Pass name tức là lên tên của phụ tùng, đấy là dàn sưởi. Sản phẩm của chất lượng cao dành cho ô tô. Đây là cái mã code của nó. Còn cái tiếng Hàn thì em chưa biết. Đây, em xin mời mọi người sẽ cùng em ra kiểm tra bên trong của nó xem hình dáng của nó sẽ như thế nào. Đây, đây chính là dàn két sưởi đấy ạ. Đây, em nhìn này, đây là phía đầu ống dẫn ra đường nước sưởi. Đây là tổng quan này, đây là các cái lan tản nhiệt, tức là khi mà nó nóng nó cũng như là cái dàn nóng đấy, nó sẽ dẫn tản nhiệt khí nóng qua đây, đưa lên hai đường ống và đưa lên vào để khi mùa đông không cần chúng ta sẽ sưởi ấm. Với các cái thông số kỹ thuật của nó là đây, chiều dài em đo nó là 19,5, cả phun cả ống thì nó rơi vào là 28,5, bề ngang của nó thì nó sẽ rơi vào 27,5, ra chuẩn mép xốp thì nó rơi vào 28. Và chiều dày thì anh em nên nhớ này, đo tất cả các cái dàn sưởi thì anh em nên nhớ là chúng ta sẽ đo trên vai chứ không nên đo ở thân này ạ. Bởi vì khi mà chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ đưa cái đường này vào, đưa vào trong hộp dàn sưởi, nên là anh em nên nhớ nhé là đo phía trên, độ dày của nó sẽ rơi vào là 5 bao viền cả xốp. Đây, với cái sản phẩm được sản xuất từ Hàn Quốc này thì anh em nhìn là cái chất lượng nhôm của nó rất chi là chắc chắn, đúng chưa ạ? Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.